Chương trình thể dục dưỡng sinh Càn Khôn Thập Linh của Hội Tứ Bi Phụng Sự và Tracy Phạm Anh Trâm xin kính chào quý vị khán giả. Trong vòng 30 phút tới, anh Trâm xin kính mời quý vị cùng với anh Trâm tập thể dục môn thể dục dưỡng sinh này, và xin quý vị sửa soạn mét sẵn cũng như là quần áo rộng rãi để chúng ta có thể bắt đầu. Và chương trình hôm nay sẽ được dẫn giải bởi thầy Hằng Trường. Kính thưa quý vị, thầy Hằng Trường ạ, và anh Vũ Duy Hiển và tất cả các anh chị huấn luyện viên của ITC ngay từ trung tâm Orange County này, xin mời các anh chị cùng chào quý khán thính giả. Cảm ơn các anh chị. Thưa thầy cũng như quý vị thính giả, hôm nay chúng ta làm một cái thế mới, đó là thế Phượng Hoàng, con Phượng Hoàng. Thưa thầy, mời thầy bắt đầu con Phượng Hoàng bằng cái khẩu quyết cũng như là cái ý nghĩa của con Phượng Hoàng, thưa thầy. Thì xin giới thiệu các vị đó. Là con Phượng Hoàng này, nếu mình trong cái bản đồ của con người mình thì mình bắt đầu học là con cóc, và ngày mai mình học con Phượng Hoàng, con Phượng, tức là mình đi qua nhiều cái giai đoạn lắm. Mình có tất cả là 4 thể mình đã học rồi, thì con cóc, con trâu, con cò, con rồng, và bây giờ là học con Phượng. Thì mỗi cái thể đó là nó đối với một cái trung tâm năng lượng trong con người mình, mà thường thường là ngoài đời người ta gọi là cái luân xa, tiếng Sanskrit, tiếng Phạn gọi là chakra, là bởi vì nó quay, energy nó quay như thực là cái bánh xe vậy đó, nó xoáy trong người của mình. Thì cái trung tâm năng lượng đó, đó là phải từ mình làm cho nó sung túc, nó đầy đủ năng lượng để từ nó khai mở và nó chạy trong người mình. Cho nên rất nhiều người thường thường hay bị, mình gọi là bị tẩu hỏa nhập ma, hoặc là bị mình gọi là lừa đó, là có người để tay lên đầu rồi mở luân xa này nọ. Thật sự những cái đó là chuyện mà không thể có được, hay nói cách khác, chuyện đó là nếu có thì cũng tạm thời thôi, tại vì những cái này là cái trong người mình, từ mình phải phát triển thì mình ăn mình mới no được. Cho nên là cái phương pháp mà thể dục dưỡng sinh này là nhằm để cho mình trở lại với cái chính tín, thay vì mình mê tín, mình đi theo cái tà đạo, theo những cái mà mình gọi là không đưa tới một cái kết quả mà từ mình giải thoát, phải nhờ vào một cái thể lực bên ngoài. Thì cái phương pháp này đó, nó giúp cho mình làm cho năng lượng từ trong người mình là sung túc đầy đủ. Năng lượng đầu tiên cả là làm cái xương cùng, rồi lên tới cái vùng mà mình gọi là cái đan điền này, sau lưng này đó, thì là cái vùng gọi là luân xa số 2 đó. Sau đó là cái luân xa số 3 là cái vùng mà đối diện với là cái tâm oa này. Cái vùng năng lượng số 4 đó là nó rắc rối nhất, phức tạp nhất, là nó cần có hai cái thể để mình khai mở được. Hai thể đó là thể con rồng và thể con phượng. Thưa thầy, trong cái bản đồ này tại sao hai cái thế này đã nằm cùng với cái luân xa số 4, thưa thầy? Đúng rồi, tại vì là cái tâm của mình nó gọi là cái tâm luân này, cái tâm này nó phức tạp, nó không phải dễ để mà khai mở. Và cái năng lượng của nó đó ở dưới lên trên đó, và mình thấy là cái 7 cái luân xa là 1, 2, 3 trên này, trên kia là 7, 6, 5, 4, 5 ở giữa đây, là mình cho biết rằng là cái chỗ đó là cái chỗ mà giao tiếp của năng lượng energy rất quan trọng. Nếu mình vẽ mình thấy là cái chỗ là giao tiếp của hai cái phần năng lượng với nhau, nên phải cần hai thể mới giải mở được. Đồng thời đó nó cũng nói là âm về dương, con rồng là dương, con phụng là âm, thì có cái âm dương mà điều hòa thì cái tâm mình mới mở được, tức là mình không thể nhìn một chiều được, lúc nào vẫn nhìn cả hai bên. Và nhờ như vậy cho nên mình biết rằng tại ra là trong cái chuyện mà tập luyện của thân thể cũng như là tập luyện của cái tâm linh hay là trí óc hay là tình cảm, bất kỳ một sự huấn luyện nào cũng phải cần có cái sự phối hợp của âm dương của hai bên mới được, trắng về đen, đúng về sai, trái về phải, thì nó hòa hợp. Khi mà có cái hai cái với nhau đó thì mình mới gọi là nhất âm nhất dương chi vị đạo, thì mình sinh ra cái đạo, sinh ra cái chân lý được. Mà do đó đó, trong cái chuyện mà hóa giải hóa giải cái năng lượng của luân xa số 4 này, thì mình cần hai thể. Và cái thể đầu là cái thể mà con rồng đó, mình đã học tuần trước rồi. Vì tuần này đó, thì mình học cái thể con phượng. Thì bây giờ đó thì mình muốn xin các bạn, các anh chị đó, cùng với các vị huấn luyện viên này, mình huấn luyện, mình tập lại sơ cái thể con rồng khoảng 5 lần để cho mình nhớ, cho mình sẽ học tiếp thể con phượng. Các bạn, anh chị có đồng ý không? Vâng, mời thầy. Vâng. Mời anh Hiền. Thì bây giờ thì khi mà làm đó thì thầy sẽ làm ngược chiều về các bạn, tức là nếu thầy làm bên tay phải đó thì ở dưới đó các vị khán thính giả đó sẽ làm bên tay trái. Thì mình sẽ làm như vậy, thì là mình gọi là làm như là cái mirror, như cái kiếng vậy. Thầy làm cái kiếng để các bạn dõi lại gương đối chiếu. Dạ, gương đối chiếu. Dạ, rồi xin mời quý vị khán thính giả sửa soạn để tập thế con rồng. Chúng tôi mình sẽ làm 5 lần sửa soạn. Đứng lên, nghiêng qua mũi, nghiêng về. Mời quý vị cong lưỡi lên khi đang thở. Chém qua, chém về, chặt xuống,
đứng lên, hạ xuống, chém qua, chém về, chặt xuống, lượn qua, lượn chân về, lượn qua, và hai đầu gối chập lại, lượn về, lượn qua, lượn về, hạ xuống, bay lên. Một. Đứng lên. Hít vô. Nghiêng qua. Cong lưỡi. Nghiêng về. Chém qua. Chém về. Chặt xuống. Đứng lên. Hạ xuống. Chém qua. Chém về. Chặt xuống. Lượn qua. Lượn về. Lượn qua. Lượn về. Lượn qua. Lượn về. Hạ xuống. Bay lên. Hai. Đứng lên. Nghiêng qua. Nghiêng về. Chém qua. Chém về. Chặt xuống. Đứng lên. Hạ xuống. Chém qua. Chém về. Chặt xuống. Lượn qua. Lượn về. Lượn qua. Lượn về. Lượn qua, lượn về, hạ xuống, bay lên. Ba. Đứng lên. Hít vô, cong lưỡi lên. Nghiêng qua. Thở bằng mũi. Nghiêng về, chém qua, chém về. Vị nhớ khuỷu chân chặt xuống. Chặt xuống, đứng lên, hạ xuống, chém qua, chém về, chặt xuống, lượn qua. Lượn về, lượn qua, lượn về, lượn qua, lượn về, hạ xuống, bay lên. Đứng lên, nghiêng qua, nghiêng về, chém qua, chém về, chặt xuống, đứng lên, hạ xuống, chém qua, chém về. Chặt xuống, lượn qua, lượn về, lượn qua, lượn về, lượn qua, lượn về, hạ xuống, bay lên. Bốn. Đứng lên, nghiêng qua, nghiêng về, chém qua, chém về, chặt xuống, đứng lên, hạ xuống. Chém qua, chém về, chặt xuống, lượn qua, lượn về, lượn qua, lượn về, lượn qua, lượn về, hạ xuống, bay lên. Năm. Thôi, thu thế, hít vào, thở ra. Lúc này lúc mình thư giãn, thả lỏng da mặt của mình, buông xuôi cái vai, buông thõng cánh tay, bàn tay, đứng thẳng nhưng mà thả lỏng bắp đùi. Cảm giác thấy cái sự thả lỏng nơi da mặt, mình cảm nhận cái sự nặng nề của ngón tay. Thở cho nhẹ nhàng. Thôi, hít vô đưa tay lên. Thở ra hạ tay xuống. Okay, cái đó là thẻ con rồng của mình. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, quý vị có thấy là những con rồng xanh huấn luyện viên ở đây thì biến những con rồng rất là đẹp. Cảm ơn các anh chị. Thưa thầy, chúng ta còn 2 phút nữa, mời thầy trở lại với cái thế con Phượng Hoàng ạ. Cái con rồng đó là rất là dương, rất là mạnh. Và nó chủ yếu nhất của con rồng khi mình mà làm đó, thì mình phải làm sao mà mình thở thiệt mạnh và mình làm thiệt mạnh. Và nó phải uống qua uống về. Thì lúc mà các bạn mới bắt đầu làm đó, thì các bạn sẽ thấy nó có sự khó khăn, là bởi vì nhiều khi mình nghèo qua nghèo về không được nữa. Thì muốn như vậy thì mình nên cong chân xuống, và mình dùng cái bóng của mình để đưa người qua đưa người về thì nó dễ dàng hơn.
đó là về con rồng. Bây giờ con rồng thì nó mạnh, nhưng mà ngược lại nó dương mà. Ngược lại thì con phượng hoàng thì nó lại rất là nhẹ nhàng. Thầy biết thì để cho thầy biểu diễn cho các vị khán giả qua thử con phượng hoàng làm sao. Thì con phượng hoàng đó thì mình bước chân trái ra trước, trái ra cái khoảng cách này là mình gọi là bằng 1/2 của cái vai, hoặc nhiều khi 2/2 tùy theo cái cách người mình đứng. Xong rồi mình để tay tay trái lên trên, tay phải xuống dưới. Mình giống như thế là mình ôm một cái trái cầu vậy đó, một cái trái bánh mà lớn ngọc châu. Về phường về lóng phụng là nó tấm châu mà, thành nên hai cái tay mình để như vậy. Xong rồi là mình vuốt cái trái ngọc châu đó, mình vuốt qua như vậy này, mình để về lại. Mình tự tự hình dung là mình vuốt, mình ôm cái trái châu như vậy đó. Nhưng đồng thời tại ra cái trái châu này là cái tấm của mình, nên như vậy, các bạn anh chị có thể tập là như vậy thôi, là mình bắt đầu thấy là tay mình sẽ làm đúng rồi. Tức là cái bàn tay mình qua, mình vuốt, tâm mình ở giữa nó trống rộng, cái tâm mình là cái ngọc châu. Thì con phượng và con phượng hoàng vậy, con rồng là cái biểu tượng âm dương, nó tránh cái gì, nó tránh làm sao mà có thể vô được trong cái tâm, tức là hòa hợp trong cái tâm. Tâm mình là cái tâm thái cực, thì dụ như vậy. Đây thì mình làm như vậy. Thì bây giờ đó mình để như vậy đầu tiên thì mình bắt đầu mình đếm này, 1 này, 2, rồi xong là thứ 3 đó, thì mình đưa tay này ra như vậy này, rồi mình bắt đầu cái tay này đưa lên trên, mở ra, tay cái đưa xuống dưới. Cái đó đó là cái hình dạng như vậy, là cái hình dạng một con phượng xòe cánh ra. Thì cái sự xòe cánh ra của nó đó rất là ý nghĩa, giống như cái tâm mình, bây giờ mình mở cái tâm mình ra, xòe cánh ra. Thì khi mà mình tập cái thế này, các bạn cứ nhớ đầu tiên cả là cái tâm mình phải không. Cho nên cái khẩu quyết của cái này đó, người ta gọi là phi tâm phi tâm. Phi tâm phi tâm là một cái chữ rất hay ở trong cái nhà Phật. Bởi vì cái phi đó có nghĩa là không có gì cả. Thì mình nói là phi. Phi nghĩa là không có gì hết. Thì như nói là phi nhãn, phi nhị, phi thiệt, phi thân, thì tức là không có nhãn nhị, không có tai mắt mũi lưỡi vân vân. Cái chữ phi thì mình thường hay dùng này. Trong Việt Nam mình có cái nào dùng chữ phi không anh hiểu không? Phi. Phi của phi nghĩa. Phi nghĩa là cái đồ mà không phải là nghĩa. Không phải là nghĩa. Đồ mà ăn cắp ăn trộm đó. Thì chữ phi nằm phía trên, chữ tâm nằm phía dưới. Phi tâm có nghĩa là nó không phải là tâm. Mà không phải là tâm bởi vì nó không phải là tham sân si, không phải là vui buồn giận dữ, nó không phải tất cả các tâm. Cái tâm mà không phải các tâm đó, thì cái tâm nó gọi là từ bi hay là cái tình thương, thì nó ra ngoài cái phiền não. Và đó là cái khẩu đầu tiên cả là mình gọi là phi tâm. Phi tâm. Dạ thưa thầy, kính thưa quý vị khán giả, xin quý vị dừng một chút xíu cho phần thông tin thương mại và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị ngay ạ. Cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình thể dục dưỡng sinh Càn Khôn Thập Linh với Hội TV Phụng Sự dưới sự hướng dẫn của thầy Hàng Trường cùng anh Vũ Duy Hiển, chương trình sẽ anh Trâm và tất cả các anh chị trong huấn luyện viên của Hội Từ Bi Phụng Sự ngay trung tâm ITC Orange County. Và bây giờ trở lại chương trình, xin thầy mời nói lại thêm về cái vấn đề phần khẩu quyết của cái phần con phượng hôm nay thưa thầy. Con phượng hoàng nó sẽ có hai khẩu quyết. Khẩu quyết đầu tiên gọi là phi tâm phi tâm, thì mình vừa mới nói cho các bạn nghe là cái phi có nghĩa là không phải đó. Thì phi nghĩa này, phi lý này, phi lệ, cái vật mà vật phi nghĩa mình thấy nó không phải. Bây giờ cái phi tâm là không phải là cái tâm phiền não, không phải là cái tâm giận dữ, không phải là cái tâm tham muốn, không phải là những cái tâm mà làm cho mình đau khổ, khổ sở. Thì cái tâm mà không phải cái tâm đó thì gọi là tâm từ bi. Thì đó là cái đầu tiên cả. Thì cái hành động mà diễn tả cái khẩu quyết đó là hành động như vậy này. Thì bạn để cái tay trái lên trên, tay phải dưới, hoặc quay một vòng một đếm một ấy, quay vòng hai đếm hai. Cái đó là gọi là hai cái vòng mà mình gọi là mình diễn tả rằng là cái tâm mình là trống lộng, nó không phải là nó có thực chất thực tế ở trong đó, nó trống lộng. Cái sự trống rộng đó đó gọi là từ bi. Từ bi là cái tâm mà nó trống, nó rộng, mà nó không có một cái gì bỏ trong đó được, mà đầy cả, lúc nào nó cũng mở rộng cả. Cho nên cái chữ mà trống rộng đó, Việt Nam mình còn có cái chữ dịch ra gọi là tấm khai mở. Thì tấm khai mở là tấm từ bi, vì mình mà có từ bi thì người ta chữa mình cách nào mình cũng có thể tha thứ được. Nên mình cũng đầy đặt lại. Thì bây giờ cái hành động của cái thế này là như vậy mà. Cái bạc mở chứng ra, tính trải ra rồi đó, mình quay thử cái này là cái bằng 1/1/2, 2/2 là mình để tay trái lên trên, tay phải lên dưới, rồi mình làm 1 hết, rồi mình 2 này, rồi mình 3 đó, thì mình đưa tay lên, một tay thì đẩy xuống bên này, rồi mở ra, cái tay bên kia thì mình vòng lên trên, rồi mình cũng mở ra,
Đây, hai cái tay này đi một lần nha, thì mình thêm lại này. Một này, hai này, ba, thì mình xuống đây. Thầy làm chậm chút xíu ạ. Thì thầy sẽ làm thiệt là mau cho các bạn thấy, xong làm chậm. Dạ. Thầy, một hết, hai hết. Rồi khi ba đó, thì cái tay lên này. Một tay lên đó, một tay lên trên đó, thì cái tay kia đi xuống dưới. Và tay này mở ra, tay kia đưa lên cao. Thì mình sẽ làm sao mà góc độ của cái tay nó cao một xíu, góc độ này nó thẳng một xíu. Thì bây giờ các bạn cứ làm kiểu chi mà nó ra bên này là được rồi. Ok, nó lại cái khác. Đây các thầy làm lại thế này. Một, hai. Rồi cái thứ ba đó, mình quay như vậy rồi đó. Cái tay dưới này vòng lên trên, tay trên vòng xuống dưới. Mình kéo tay lên. Sau khi mình làm như vậy rồi đó, thì mình vẫn đứng thẳng người, mình nhìn tới phía trước. Thì mình phải nghĩ rằng là cái mặt phẳng của mình này, đây là cái mặt phẳng, mà cái hướng đó là hướng phải trái, hướng đông tây. Còn phía trước này là hướng bắc, phía sau là hướng nam, hay là trước là hướng nam, sau hướng bắc cũng được. Thì mình chỉ nhớ cái trục, mình trục thẳng hàng như vậy và cái trục ngang như vậy đó. Thì làm sao cái tay của mình nó nằm ở trục ngang. Thì khi mình đưa tay ra đó, thì cái tay nằm trên cao này, tay kia nằm thẳng, thì nó nằm cái trục ngang. Và khi mà trục nằm ngang rồi đó, mình nhớ là cái trục ngang này đừng có xéo, nó phải chỉ có nằm trên mặt phẳng mà thôi đó. Thì mình mới đem cái chân bên tay trái, chân trái cái chân mà đi liền với cái tay mà mở lên đó, mình mở cái chân trái ra 90 độ với cái chân kia. Thành hai cái chân là nằm thẳng góc vào nhau, cái chân bên tay trái, chân sau và chân trước thẳng góc vào nhau. Thì sau khi thẳng góc vào nhau rồi đó, thì mình mới hà cái chân trái của mình xuống, chân trước xuống. Thì mình sửa cái người mình lại để cho nó thẳng ra, và mình sửa cái tay lại cho nó cao lên, cho thẳng lên. Mình nhìn vô lên trên cái bàn tay phía trên. Thì cái mà đứng thẳng như vậy là cái nó giúp cho cái mặt của mình nó sửa lại và nó chạy điều hòa. Thế bây giờ thầy xin làm lại và qua hẻm. Cái đó là cái thế mà mình dương cái tay và hai tay ra, tay trên tay dưới. Thì cái khẩu quyết của nó gọi là thường cầu. Cái tay trên là thường cầu, là mình cầu, mình đi phía trên. Trên là thường, dưới là hạ. Trên là mình cầu cái chân lý. Chân lý là của trời đất, của Phật, của Chúa, của tất cả vị Bồ Tát, của người mà trên cao. Cái tay dưới đó hạ hóa, tức là mình đi cứu độ chúng sanh, mình giúp những cái người mà mình gọi là cần được giúp. Hóa là dạy, hóa là chuyển hóa, chuyển biến, là transformation, hóa ra. Trên thì mình cầu cái pháp, dưới thì mình đi dạy người ta, người khác. Thì cái tay của mình, hai cái tay là hai cái hướng này, là hai cái hướng mà quan trọng để cho biết rằng là cái sự mà chuyển hóa của mình đi liền với nhau. Mình học cái nào thì mình dạy cái đó. Thế nên bây giờ thầy xin làm lại cái bài qua một lần nữa hết. Thì mình chuẩn bị thì mình đứng yên. Rồi sau này mình bước ra. Rồi chuẩn bị đưa tay lên này. Một, hai, ba. Rồi mình đưa tay ra. Rồi ba, mình đưa tay vòng lên trên. Sau khi vòng trên rồi đó, bốn, mình hạ chân xuống, sửa người cho thẳng lại trong cái hướng nam bắc đông tây thẳng rồi đó. Và năm, mình dỡ nhìn mắt lên, nhìn lên trên kia. Và mình không muốn cái tay của mình nghèo quá, mình không muốn tay mình nghèo quá, không muốn cái đầu gối nó nhìn nó nghèo lại. Mình muốn cái thẳng, đầu gối thẳng hàng, người thẳng hàng. Và mình nhìn lên. Rồi mình thở một hai ba lần như vậy xong rồi đó. Thở một lần, thở hai lần, thở ba lần xong rồi thì mình đem tay lại. Một, hai. Và mình thứ ba thì mình mở tay ra đi lên cao, tay này quay qua. Ba, xong rồi bốn, hạ chân xuống, sửa người lại cho thẳng hàng. Và mình nằm, mình nhìn lên trên. Thở ba lần. Ba lần xong rồi quay lại. Một, hai. Và ba. Thở lên. Rồi xong rồi bốn, hạ chân xuống, sửa người lại. Năm, nhìn đầu lên, lên trên. Thở ba lần. Rồi mình vô lại. Một. Thưa thầy, trong quay kiến, yeah. Thầy có nên để anh Hiền đứng quay lưng lại cùng với thầy làm để cho quý vị thấy được cái lần sau, để mà quý vị tập cho nó đúng không thưa thầy? Mình sẽ đi, hai người sẽ đi ngược nhau. Yeah. Bây giờ các anh chị cùng tập với nhau, mình sẽ làm cho các vị khán giả cùng thầy mình tập với nhau. Bây giờ như vậy em, các anh chị chuẩn bị chưa? Bây giờ đó, thì mình sẽ tập qua một lần
chừng 3 lần để cho các người mà họ chưa biết họ từ từ theo thì mình tập chậm theo. Bây giờ bắt đầu đấy. Rồi. Thầy chuẩn bị bước chân ra, để tay lên. Để. 1 2 3. Quý vị nhớ thở 4 bằng mũi, cong lưỡi lên. Quay chân người xuống. 5 ngoái cổ. Hít vào. Thở 1. Thở 2. Thở 3. Trở về. 1 2 3 4 5. Hít vào. Thở 1. Thở 2. Thở 3. Một. Về. 1. Hít vô. Cong lưỡi lên. 3. 4. 5. Hít vào. 1. Thở 2. Thở 3. Trở về. 1 2 3 4 5. Hít vào. 1 2 3. Trở về. 2 1 2 3 4 5. Hít vào. 1 2 3. Trở về. 1 2 3 4 5. Hít vào. 1 2 3. Trở về. 1 3. Rồi, bây giờ các bạn bắt đầu thấy mình làm bắt đầu quen rồi, bắt đầu quen hình ảnh rồi đó. Thì vì mình giải thích thêm chút xíu nữa đó, là cái chuyện khó nhất của trong cái thể này là chắc có lẽ các bạn biết rằng là mình gọi là cái orientation, là cái mặt phẳng. Mình làm sao mình nhớ là cái chứng của mình á, mà đứng á, cái đầu gối của mình nằm trên mặt phẳng được rồi, đứng cái đầu gối đừng có chĩa ra ngoài, đừng chĩa vô trong, mà nó nằm trên cái mặt phẳng của cái thân thể. Và nếu mình mà làm bên kia, mình nhớ là cái đầu gối mình á, nó thẳng góc với là cái thân thể và nó nằm trên mặt phẳng cho nó không có chạy ra ngoài. Mình chỉ cần nhớ như vậy thì tự nhiên là mình làm rất là dễ. Cái khó đó bạn mà hiểu được rồi thì bạn làm dễ lắm. Đó là một. Hai nữa là khi mình làm đó thì mình nhớ mình đừng có chồm người tới bên này, mà mình phải đưa người cho thẳng, đưa tay lên cho cao, đừng đưa thấp quá, vì mình ngoài thì mình nhìn lên không được, cho nên đưa lên, mình ngước mắt lên nhìn lên. Rồi, cái cổ mình là quay nhưng mà cái vai mình là không động đậy. Thì hai cái đó mà các bạn nhớ được thì tốt. Thì cái thể mà Phượng Hoàng này nó có cái khả năng á, nó làm cho cái dương khí của con rồng á, vì nó điều hòa lại, thêm nó điều hòa lại. Thì con rồng nó nhảy lên mạnh quá, khí lên quá. Bây giờ con Phượng Hoàng là mình nhìn đưa lên, mình kéo cái hơi thở, mình kéo cái energy, cái năng lượng trở về lại. Thành ra hai con này đi đôi với nhau. Một con thì cái engine làm bung lên trên, một con thì cái engine trở về lại. Thành ra cái sự ấm dương đó nó làm cho cái tâm mình là chuyển hóa, cái tâm luân engine này nó điều hòa lại. Thì bây giờ có lẽ là mình cần làm lại thêm một lần cuối cùng. Chúng ta còn khoảng 1 phút rưỡi nữa thưa thầy. Đúng. Nhưng mà thưa anh, thưa thầy, hai cái thế này, tại vì nó đi cùng với nhau, thì khi tập có phải bắt buộc là mình phải tập hai thế nên cùng tập, một lúc không ạ? Nên tập xong con rồng và tập con Phượng Hoàng. Dạ. Thì bây giờ mình làm lại một lần cuối cùng để cho các bác mà cho nhớ, để mà cùng nhau để mà làm lại với nhau hay. Thì bây giờ mình làm lại với nhau. Mình hay làm khoảng 2 lần nữa được không thầy? À? Mình hết giờ luôn. Okay. Vâng, 2 lần. Rồi. Dạ. Mời các anh chị, mời thầy, mời anh Hiền. Xin mời chuẩn bị bước chân ra,
để tay lên, để trái lên trên. Một, hai, các vị hít bằng mũi và cong ba, mũi lên. Đây, chân ra. Bốn, hạ người xuống. Năm, ngoái cổ. Hít vào, thở một, thở hai, thở ba, quay trở về. Một, hai, ba, bốn, xoay cổ chân, hạ người xuống. Năm, ngoái cổ nhìn. Thở một, thở hai, thở ba, trở về. Một, hai, ba, bốn, xoay cổ chân, gập đầu gối, hạ người xuống. Năm, ngoái cổ nhìn lên bàn tay. Thở một, thở hai, thở ba, trở về. Một, hai, ba, bốn, xoay cổ chân, gập đầu gối, hạ người xuống. Năm, ngoái cổ nhìn lên bàn tay. Hít vào, thở một, thở hai, thở ba, thôi, hãy trở về. Thu thế, hít vào, thở ra. Cảm ơn thầy ạ. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình thể dục đã hết giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và quý vị đừng quên tập thể dục ở nhà. Và toàn ban thể dục dưỡng sinh của Hội Tư Bi Phụng Sự, Tracy Phạm Văn Trâm xin kính chào quý vị.